Cả ba du học sinh từ Hàn Quốc về Cà Mau đều tiếp xúc với người bạn có mẹ dương tính với COVID-19. Hiện sức khỏe của cả ba du học sinh này đều bình thường. Ngày 1 tháng 3, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, khu cách ly tập trung của tỉnh tại trường quân sự tỉnh vừa tiếp nhận ba du học sinh về từ Hàn Quốc. Cả ba du học sinh này đều tự nguyện xin cách ly tập trung. Theo đó, ba du học sinh cùng 20 tuổi gồm NKM, ngụ xã Đông Thới, huyện Cái Nước, LMT, ngụ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, và LHT ngụ Quảng Tân, Thanh Hóa về từ Incheon, Cheonan, Hàn Quốc và đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 29 tháng 2. Sau đó đi xe về Cà Mau và xin vào khu cách ly tập trung của tỉnh. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, cả ba du học sinh nói trên đều tiếp xúc với người bạn có mẹ dương tính với COVID-19. Hiện sức khỏe ba du học sinh này bình thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo xác minh thêm ba du học sinh này đã tiếp xúc với những ai trước khi vào khu cách ly tập trung để quản lý theo quy định. Video liên quan nhận các cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu độc, khử trùng tại các điểm ba du học sinh đến, hỗ trợ, theo dõi sức khỏe những người từng tiếp xúc với ba du học sinh. Đồng thời tuyên truyền để gia đình, người xung quanh an tâm, tránh hoang mang. Theo Thiện chí Việt Nam Netflix Blog Ads, Oi.